Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Battle Vista 4500, dòng xe đạp đua được sử dụng bộ group chuyển động full, một bộ group của Shimano Tiagra với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau, bánh 700c, khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Hôm nay em về một chiếc xe tông màu trắng đen rất là đẹp, thương hiệu Battle, model Vista 4500, sử dụng công nghệ nhôm, công nghệ khung sườn nhôm aluminum. Thiết kế khung rất là đẹp các bác nhé, chỗ này nó có những cái đường vo này, vo sâu vào này, cực kỳ là đẹp, rất mềm mại, nhìn cực kỳ là thể thao này. Bánh 700c, bánh nguyên zin theo xe. Mỗi lốp là 700x23c các bác nhé. Bánh nguyên zin này. Được sử dụng full hết một bộ lốp Shimano Tiagra từ bộ đè chuyển động trước sau. Rồi đến cụm phanh, cặp phanh 3 mảnh, đôi tay lắc trên. Full hết một bộ Tiagra. Cái xe thì các bác nhìn trên hình còn tương đối là đẹp, từ màu sơn rồi cái chuyển động nhìn nó còn tương đối là mới đẹp. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m6566 đến 7576 thì phù hợp. Chuyển động 10 lít, 9 lít và 2 đĩa, 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động còn là cực kỳ là mượt mà. Như các bác nhìn trên hình, lên xuống này, rất ngon này. Và chiếc xe này được bán bên em mức giá là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ở nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.